Ơi dạ. Bị ấy. Office. Này chưa vô nhỉ? Phước về. Đồng nữa không? Không. Em có Phước đá đâu? Em đâu đá đâu anh. Em là đội truyền thông. Phước đá chỗ nào? Phước vậy. Cánh phải hả? Cánh phải là hậu vệ hay là tiền đạo? Hậu vệ hay là đá cánh hay là tiền đạo? Tiền đạo à? Đá cánh hả? Vậy tí đó. Hay là chân thì chân. À. Đúng mà. Còn anh Tây Hồng. Dạ không ạ. Dạ mới mệt anh ơi. Dạ. Chưa hồi. Hồ sáng anh đá mấy trận rồi. Chưa rồi. Đảm quá nhỉ. À đây nè. Trời ơi. Đằng sau kìa, Tuấn ơi. Rồi. Ui giời. Không phòng lỗi à. Đồng này câu được nhiều quả penalty lắm. Ừ. Ủa. Giờ thầy chắc thầy cũng muốn lâm đúng không? Lâm có break các chị. Đúng không? Lâm đây. Lâm giữa thầy cho. Còn là Lâm này à? Không, Lâm á. Lâm là thằng nào? Hai Lâm luôn, mình có một Lâm 15 này. Lâm là 15. Lâm mới vào mà. Ờ. Lâm này. Lâm mới. Còn Lâm này hả? Sao đá nửa hiệp đi anh? Lâm số 8 hả? Lâm số 8 này. Lâm số 8. Lâm này đá hơn nửa hiệp rồi. Lâm này đá. Nhưng mà Lâm số 8 thì Phước phải đá hậu vệ trái Phước ạ. Ai xin đi đi đâu hết. Cạo đỏ cánh Linh ơi. Chạy thế Việt về đấy. Chiến à? Chiến là chạy đến Việt Vy em ơi. Em lo nốt mình. Lâm ơi chuẩn bị thay chứ Lâm. Chiến ơi. Phước. Chạy. Ai cho Phước mượn cái con tồn tại nó lại. Đó CV về giữa đây. Hài lắm đấy ơi. Anh em ơi. Máu lên. Đúng rồi anh chị.
chạy em, chạy đi, chạy đi. Ôi trời ơi, mạnh lên. Hay lắm em ơi, hay lắm chứ.